Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì cách lái nó khá là dễ luôn các bạn. Lái chưa tới 10 giây nữa nha. Thì khi mà các bạn join vào game á, thì các bạn tìm những cái server mà nó ít người nha các bạn. Thiệt ít người luôn, kiểu như một người thôi. Đôi khi là nó yêu cầu là server VIP các bạn, nhưng mà các bạn cứ tìm là server ít người là được. Chỉ cần server mà một người á, thường thường họ tạo server VIP các bạn. Thì các bạn join vào xong các bạn chạy thẳng về phía chỗ có cây cầu các bạn. Thì bên tay trái nó sẽ có một cái bàn. Thì chỗ cái bàn đó nó sẽ có cái vật phẩm và các bạn chỉ cần bấm và nhận thôi các bạn. Nói chung cũng khá là dễ thôi. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.